Chào các bạn, đây là cái khung cảnh mà chuẩn bị ngày mai đám giỗ nha các bạn. Dạ. Múc đi phụ đám giỗ nè. Anh mình hôm nay chơi một trò mới nha các bạn. Anh mình đó. Ghê lắm. Còn đây là cái cảnh đi nhổ khoai mì nha các bạn. Ok. Ok em. Ôi. Củ có rất là củ. To luôn á. Củ nhỏ lắm luôn á. Các bạn cứ xem nha. Chào các bạn, hôm nay mình ăn đám giỗ nè. Đây có bé mì bàn hồng của Duyên hồi đó. Đây là bánh cáo. Sao dạ? Đây là múc nha mọi người. Đây là bàn của đàn ông. Để mình quay cho. Gặp mã luôn. Dạ, cây ghi của bác Sáu nha các bạn. Sáu nấu một cây ai biết ăn đặc bác Sáu nấu rồi. Đúng rồi, mấy bạn ăn thì bác Sáu mình sẽ nấu cho rất là ngon luôn. Ăn béo luôn, ăn chung với bún với bánh mì nữa nè. Cây ghi bánh mì nè. My ơi, em ăn nhiều nhiều vô nha My. Con người ta mới mua hết hát rồi phải rửa nha mọi người. Bánh tay em chưa chắc nấu ngon rồi. Dạ. Em cái màu xanh đó là gì ạ? Sầu cầu. Cái gì lạ? Cái sao lạ? Không biết màu xanh là gì ta, chắc lắm biết không? Không biết gì. Cái này là ai làm mà? Ồ, chị My làm á. Rồi. Đây là bánh da lợn. Màu cực kỳ đẹp luôn. Rau câu cũng đẹp nữa. Dạ. Con bán rồi, con mới đi nè. Nè, gỏi ăn chung với cháo nha. Bây giờ mình ăn nha, chứ nãy giờ thấy mọi người ăn không mà mình ăn. Ăn nha mọi người. Ôi tối hôi luôn. Mấy tường đi bán rồi. Bán gì? Đi bán cá. Ở đâu? Ở tên Tiên Lỵ á, ở bảy Tân Phú á. Tại bán chợ hả? Bán gì? Đủ hết luôn. Đủ đi bán cá ngồi chợ hả? Bán mình ống hả? Nhiều người lắm. Ở tay không à. Vậy hả? Mà mặn đồ bán hả? Trời ơi, ông chủ dữ vậy ta. Không có bà nào bán quá. Rồi lên đây em nè. Dạ. Đó không có bà nào bán cá quá. Đúng không ạ? Lấy ở đâu vậy bán? Ở bên Tiền Giang luôn. Tối đi qua phim mà bên lấy hả? Dạ, đi xe tải á. Không chở Tân Phú không hả? Dạ đúng rồi. Đi giao cá nữa. Vậy hả? Giao mấy chỗ nhỏ nhỏ bà bán. Bà vậy nè, nó là cây ghi. Dạ. Nấu mà nó cục nhẹ không có đẹp. Là cục này đáng đó nha. Thịt không luôn sao? Thịt không luôn. Quá. Dạ. Béo. Đây là cái củ khoai mì mà hôm qua mình đi nhổ nè. Nè, anh mình đang chặt để trồng nha các bạn. Có trồng mới có ăn chứ. Không trồng làm gì sao có ăn được. Vậy là anh trồng hết hả? Củ rồi. Chưa bứng mà. À. Cái gì ha? Anh mình mặc đồ cặp với nhà mình nha các bạn. Đây là áo sọc nè, quần ở lòng mày. Nè đôi dép cũng sọc luôn. Mình thì chả có gì. Hôm nay mình không có mặc áo sọc. Đồ mới ra. Đâu, bây giờ mình coi anh mình nè. Anh bứng chứ không phải anh đào nữa. Coi nè. Rồi, ghê lắm. Rồi ghê lắm luôn. Em qua đây. Đó. Ok. Ôi. Có củ. Củ nhỏ lắm luôn á. Cây thì bự mà củ. Ôi củ. Chà bá luôn. Ôi. Này. Khoảng 5 kg không? Chắc hơn 5 kg chứ anh ha. Ở dưới đây nữa nè mọi người ơi. Nè nè. Hết rồi. Rồi nè. Mệt.
cái củ khoai này để mình thử đây khoảng chục ký nha mọi người, để mình chặt ra mấy cái củ khoai này ra nha. Củ này củ nhỏ nhất luôn nè, củ này luộc ăn ngon lắm luôn. Mấp mấp thường có ăn không? Có á, mẹ đi chợ á. Đúng rồi, nấu. Đúng rồi. Ủa mưa hả? Đúng rồi. Đâu phải đâu. Hả? Chị hai của anh á. À, em mấy hả? Dạ. Cái gì vậy? Em cũng không biết nữa. Ngọ, thấy không? Chặt có từng độ. Trình của anh là như thế đó. Hôm nay mình ít quay live stream, lý do là bận việc gia đình nha mọi người. Bận đó. Ăn hả? Ừ, bận ăn. Đây là cái cùi. Cái cùi nè. Chưa, còn nữa, còn cái cục này nữa nè, quan trọng lắm. Cùi này. Trời ơi. Chặt ra cho em. Khó chặt nè. Này. Đây là củ khoai mini luôn nè. Giống không các bạn? Mà có một cục mà ha. Ok, chặt xong rồi đó. Để coi tỉa lại cho nó đẹp đẽ. Củ nữa nha các bạn. Nè, cái củ rất là to luôn. Cái này bị hư rồi nè. Đây là mì vàng, mì trắng không biết. Chắc mì trắng. Mì vàng á. Mì vàng hả? Nấu ra mì vàng á. Wow, trắng vậy. Anh ơi, nó bị hư rồi hả? Ừ. Củ kia hư rồi. Còn củ bự rồi, bự ba lớn mà hư rồi. Đúng rồi. Củ này hư rồi, dục nha. Thôi. Hư rồi nè, uổng ghê luôn. Xong rồi. Mì lột ở đây luôn ha, hay là lột trống? Mà lột đây. Để tổng lột. Ngoài còn củ bự gì nè. Hư luôn. Hư á. À. Ok. Bây giờ mình ginh vô mấy củ này nè. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lột củ khoai mì này nha các bạn. Mì này là thường á, người ta lấy người ta phơi khô. Không biết cái ruột này có bị hư không nữa nè. Không biết có bị sượng không nữa. Thấy không? Sợ bị sượng ghê luôn. Khoai sượng người ta không ăn. Khoai mì thường cái này gọi là khoai mì nè. Bột mì á, người ta cũng nói là cái này nè. Bột mì ra là từ cái này nha các bạn. Nhưng mà ăn củ này nhiều quá cũng không tốt. Hiếu ơi, cho em cái nước đi. Dơ củ mì rồi. Dạ. Dạ, ngoan quá. Mình có thằng anh rất là ngoan luôn mọi người. Hiếu à. Nè, lột này rất là nhanh luôn. Có 2-3 kiểu lột luôn á mấp. Mà em biết con kiểu à. Kiểu nào? Kiểu mà cắt ra cái lột. Kiểu sáng sáng đúng không? Đúng rồi. Nhá bằng cấp của mì của tôi hả? Tôi tạo biết bao lâu chưa? Trời ơi. Hả? Chắc cỡ mà nghe. Anh ơi, cái dạ. Phần này có bị hư không? Giờ em cảm giác nó hư nè. Nó hư là nó hơi bị dạ. Dạ nó xốp vậy đó, nó hư. À, cái cục này là cục gì ta? Khoai lang. Không. Phô câu. Phô câu đúng rồi. Có ăn dính phô câu à. Bánh mì chấm với cà ri nha. À, ở Bến Tre là ăn cái món cà ri này là ngon lắm luôn á. Tại vì dừa rất là nhiều luôn. Béo. Ừ, béo. Cũng nước ăn. Cảm ơn em. Quá ngon. Nước này của TV mua ở nhà mình nè. Sao ăn đi sao? Béo quá. Béo quá sao? Béo quá mà. Mình nấu màu me nó rồi dày dày đúng rồi. Dạ, đúng bài luôn. Đúng bài lắm. Tao đi mà nấu một bữa thôi. Nấu màu vậy đó. Dạ. Đổ ướp rồi đủ gia vị nó cay cay thơm. Chứ không phải nấu béo phần cũng không được.
béo nè, béo ở trong đó. Nó ăn có mùi vị hơn. Dạ. Để nấu cái này đừng có tiết rồi ướt. Nó tiện mà không được. Dạ. Nấu đồ nấu, mình nấu đá mình hạ bể mà không có được. Thà đậm đà thôi. Ừ. Ăn hương con ướt mà đậm á. Dạ. Ờ, lúc thịt như vậy con ướp gia vị đường hay là cái gì vậy cho nó thấm vô miếng thịt. Chứ con ướp lạt lạt thì con nấu rồi con đem con thêm vô là chỉ cái nước nó ngọt thôi, miếng thịt nó không thấm. Thấy không? Dạ, đúng rồi. Đồ đắp rồi vậy. Dạ. Ví dụ con liệu nước ngọt thì con phải ướp ví dụ 10 phần con ướp vô nó 9 phần thịt cho nó thấm vô miếng thịt. Gia vị ướp cái gì đồ nấu cái gì mình ướp cho nó thấm vô miếng thịt. Dạ. Chứ còn mình ướp lạt nhắt thôi rồi thôi, mình ăn thêm vô là cái nước nó ngọt rồi cho cái thịt nó lạt nhắt. Dạ. Bởi có đáp con ăn miếng thịt là đồ nấu đồ gì nó lạt nhắt. Đúng rồi. Ừ, đúng không? Đây, cái là khoai mì nha các bạn. Khoai mì là cái củ bự đó mình phải mài ra, mình bóp nhào lại, nặng lại, nặng lại. Ăn nó dẻo. À. Ủa bác sao không ăn được hai bát cơm? Ừ. Ngon quá. Vậy là cái bàn này là mình chấm hết luôn hả? Đúng không? Nè nguyên bàn giờ chỉ có hai mình thôi nha. Mướp ăn rau câu nha mọi người. Rau câu đẹp lắm mướp ha. Chất lượng luôn á, nhìn là biết là chất lượng liền luôn á. Mướp ăn là khen em nha mướp. Ngon mấp. Ừ, cái này rau câu nhà làm á. Ơi, để mình ăn rau câu nha mọi người. Trời ơi, màu rau câu nè. Bán luôn á mọi người. Ai cần thì mình bán nha mọi người. Thì bữa hổm cũng có các đầu mà cái phần máy nó dài hơn tí. Ăn cục rau câu nha mọi người. Cái màu cực kỳ đẹp luôn nè. Thấy không? Ờ, khoảng 7 màu á. Tổng cộng 7 màu. Mình ăn thử rồi nha. Nó có vị béo nè, vị ngọt nè. Tại vì rau câu này cũng là rau câu nước cốt dừa nè các bạn. Bây giờ mình Hằng với bé Hằng á sẽ dừng cái ăn ở đây nha. Qua bên tư duy ở trong quán karaoke mấy bạn.